Đây là một con Sony Z5 Premium 10 lỗ dắt tai nghe. Tức là cắm tai nghe nó sẽ không nhận mà nó chỉ phát ra ngoài thôi. Sau đây mình có thể check lại nè. Và mình cắm tai nghe vào nè. Và nó vẫn phát ra ngoài. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cái app fix lỗi mà không cần thay dắt tai nghe của thằng Sony này. Đó là đầu tiên là mình tải cái app Sound About này về nè. Đó, Sound About này, sau đó mình bật lên thôi. Cái này mình cài sẵn rồi. Được chế độ On With Status. Và cái chế độ Media Audio này nè, mình chọn cái độ wireless set này nè, cái độ 1:4 rồi. Và cái phần này cũng tương tự luôn, 1.2.4.5.6, 1:6. Và ok. Đó. Mình bật lại thôi và tai nghe nó vẫn nghe bình thường rồi nè. Nhược điểm của cái app này á là sau khi mình chỉnh cái độ đó đó, mặc dù mình đã rút tai nghe rồi, nó vẫn phát ở trong chế độ tai nghe. Nên mình phải tắt cái phần tắt cái app đó đi. Đó, nó sẽ trở lại bình thường.